Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhân dịp buổi đầu xuân năm mới, mình xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể quý thính giả trên YouTube cũng như những người theo dõi sáng tạo YouTube. Hôm nay nhân dịp buổi đầu xuân năm mới, mình quay lại buổi đi du xuân ở Bạch Đằng Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đây là một khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia, mô phỏng lại bãi cọc 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng. Vâng, ở trên dòng sông Bạch Đằng thì có nhiều bãi cọc như bên Quảng Yên, bãi cọc Cao Quỳ. Và đây là ở Bạch Đằng Giang. Mình quay lại để cho quý vị và các bạn du khách thập phương chưa một lần đến tham quan bãi cọc, tham quan khu di tích lịch sử đặc biệt Bạch Đằng Giang thì sẽ có một lần đến đây để cùng tham quan, chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây. Sơn thủy hữu tình. Năm nay khu di tích lịch sử mở rộng ra và xây dựng nhiều hạ mục công trình khác đẹp mắt cũng như là hài lòng với khách tham quan về đây tham quan. Ở bờ sông Bạch Đằng, ban tổ chức đã mô phỏng một bãi cọc. Vâng, ở phía xa bờ sông thì ở giữa sông thuyền cũng đã tấp nập chạy. Ở hôm nay du khách thập phương về tham quan vãng cảnh cũng như là đi du xuân nó cũng tương đối là đông. Thế nhưng khác với mọi năm, vì năm nay khu khuôn viên của khu di tích lịch sử mở rộng ra, cho nên là du khách đi mỗi hướng một số thì nó cũng có vẻ vắng. Thế nhưng mà thực tế mình đi thì rất là đông. Vâng, theo như ở bãi xe thì mình thấy rất là nhiều xe thập phương trên cả nước về đây để tham quan thắng cảnh. Ở đây thì khác với rất là nhiều lễ hội không bán hàng ở trong khu di tích lịch sử, gửi xe, không lấy tiền gửi xe, và cũng không có những chỗ mà viết sớ gieo que so với lại các cái khu di tích lịch sử. Thì ở đây an ninh trật tự rất là nghiêm và du khách thì cũng theo cái vẻ trang nghiêm sạch sẽ. Ở nơi đây thì cũng hầu như là ở trên đường đi thì cũng không có ai bỏ rác hay là bỏ chai lọ ra đường và để rất là ngăn nắp. Ban tổ chức để nước nôi rất là hợp lý. Nước để uống miễn phí. Vâng, hầu như là ở chỗ nào cũng có. Và các hộ gia đình, các bạn trẻ thì cũng tranh thủ ghi hình cũng như là chụp ảnh cho mình những tấm hình lưu niệm. Ở Bạch Đằng Giang thì tương đối là rộng, cho nên là mình cũng không có thời gian quay hết được. Mình chỉ quay một số hình ảnh để cho du khách cũng như là các bạn trên YouTube chúng ta cùng xem, xem biết được
ở khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang để chúng ta sẽ bố trí về đây tham quan thắng cảnh. Vâng, bây giờ mình đã ra xe, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian xem video.